Anh chú, ăn một miếng đi. Không ăn. Thôi, ăn đi mà. Đây, em đút cho. Đã nói là không ăn rồi. Nể mặt chủ nhà chút đi. Nghe có khách kìa. Ngon. Thì ngon. Để em lấy cho anh cho miếng khác nha. Đói quá. Đói quá Bì ơi. Hết rồi. Anh có biết tại sao á mà năng hoài anh không lớn được không? Không. Tại vì anh vừa xấu ăn và vừa xấu nết á. Anh chú, ăn miếng của em đi. Thôi được rồi, cô ăn đi, tôi không ăn đâu. Không ăn. Không. Anh ơi. Sao em? Dễ thương quá. Chú với chị đang quen nhau à? Trời đất ơi, con nó bày bạ gì vậy? Con biết không được nói vậy nghe chưa? Tao nghe tao cười đó. Còn cười nữa. Giải thích cho mấy hiểu đi. Nhưng không làm bây giờ. Hiểu làm cái gì? Bây giờ thì chưa. Nhưng mà tương lai ai biết được. Đúng không? Anh ơi. Nhìn anh giống á, một nhân vật nào đó trong phim hoạt hình đó mẹ em không nhớ nữa. Ai? Hình như là Nobita. Cảm ơn anh đã đưa con bé về. Tốt nhất, đây là lần đầu cũng như lần cuối. Con bé bỏ nhà đi một lần nữa, tao sẽ không đưa về đâu. Anh làm gì lớn tiếng quá vậy? Nói tiếng với tôi được không? Nhưng mà nè, tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, tôi không nợ nần gì anh cả. Anh làm ơn đừng làm phiền gia đình tôi nữa. Mở miệng là gia đình tốt quá ha. Nếu mày là một người cha tốt, đâu để con bé bị ăn hiếp. Anh nói vậy làm sao? Chuyện đáng lý ra tao không xen vô đâu. Nhưng vô tình tao gặp cảnh con bé bị ăn hiếp mà không phản kháng gì, cho nên tao chỉ giúp nó thôi. Vậy là chính anh là người dạy con bé đánh nhau hả? Không phải đánh nhau, cái đó gọi là tự vệ. Tôi nói cho anh biết, Diễm Mai là con của tôi và Diễm Phương. Với tư cách của một người cha, tôi cấm anh không được dạy con bé bạo lực như vậy. Mày thì hiểu gì về Diễm Phương? Nếu như cô ấy còn sống, cô ấy cũng sẽ làm như tao. Không để con mình nhu nhược, hợp chút xíu là mét thầy mét cô, được cái gì? Đúng. Tôi không hiểu gì về Diễm Phương cả. Còn anh, anh đủ tư cách để nhắc tên Diễm Phương ở đây hả? Không cần phải nhìn nhau như vậy đâu. Mắc cười ha. Một người làm cô ấy đau khổ là hiểu cô ấy nhiều hơn. Mày... Được. Mày có thể cho tao biết mộ Diễm Phương ở đâu được không? Không. Anh làm ơn để cho Diễm Phương yên ổn cùng tôi đi. Mày lấy cái thá gì? Mày lấy cái thá gì mà ngăn cản? Cái thá một người chồng. Vậy tôi nghĩ Diễm Phương cũng không muốn gặp anh đâu. Ê, đúng là một người bạo lực. Cô ăn đi. Dạ. Mai. Mai nè. Con còn giận ba lắm hả?
Ba xin lỗi nha. Ba xin lỗi. Ba hứa là ba sẽ không lớn tiếng, ba sẽ không la con nữa. Ba hứa là ba sẽ chăm sóc con tốt hơn. Ba sẽ không để một ai ăn hiếp con cả. Ba hứa. Nhưng mà nè, con cũng phải hứa với ba là con không được bỏ nhà đi nữa. Con không được qua lại, không được giao du những người lạ, con biết không? Hứa với ba đi. Giỏi. Ba thương con nhiều lắm. À, con nhớ hứa với ba là con không được qua lại, không được nói chuyện là chú lúc nãy nữa nha. Tại sao vậy ba? À, tại vì chú đó không phải là người tốt. Mà ba thì ba muốn tất cả những gì tốt nhất với con. Ba không muốn con bị gì hết á. Con hiểu không? Ba thương con nhiều lắm. Ông chú, ngưng được rồi đó. Nãy giờ ông uống 3 bình 2 ly rồi. Thì sao mày? Ngồi xuống. Ngồi xuống uống với tao. Xưa giờ em uống sữa cơ mà. Thì hôm nay uống rượu. Ngồi xuống mày. Ngồi thẳng dưới đất hay là ngồi chùm hổm? Tùy mày. Ở đây có nhiều đồ ăn lắm. Mày thích chọn nào mày ăn đi. Mày cứ lấy. Hay mày ăn 3 trứng vịt lộn đi. Dạ thôi, ăn 3 hộp đậu phộng được rồi. Tùy mày. Uống đi mày. Tao nói mày uống đi. Thắng. À, hồi hên quá. Ngồi xuống. Dạ. Ủa, chị hả? Trời, bữa nay gọi em là chị luôn. Uống đi. Anh Tùng, anh đừng buồn giận nữa. Em thấy dù sao anh với con bé đó cũng đâu có liên hệ gì đâu. Mà em thấy anh đó nói đúng á. Anh hạn chế gặp cô bé đó đi. Bởi vì nếu hai người gặp nhau á cũng gây khó xử, mà không có giải quyết được gì hết trơn á. Thôi đừng uống nữa. Ủa sao vậy? Bữa nay vừa nãy bị đặt ngồi nhậu với anh Tùng nữa ha. Chưa nhậu xong mày đòi dọn dẹp gì mày? Dẹp đâu? Chị mày cầm gì đó? Cầm này ra em ói đi tới lui, ói hoài em mệt lắm. Ngủ không mày? Sao ói sót miếng dao nữa? Thôi, bỏ xuống đi. Uống đi. Xuyên quá rồi đại ca. Uống đi. Khoan uống là anh em nói chị, khoan uống không? Cho nó xuống xuống, chúng nó bị nhận, khó chịu quá. Bây giờ em nói đại ca nghe nè. Cuộc sống của mình, mình là đàn ông, đúng không? Đầu lỗi trời, chân đạp đất, đúng không? Bây giờ nó không chỉ mình mộ chị Phương ở đâu, thì anh em mình tự tìm kiếm, đúng không? Mình điều tra là ra rồi. Bằng cách nào? Giờ em xỉn rồi, cái đầu em vừa ngu rồi, không suy nghĩ được gì hết. Dạ. Bây giờ bà. Gì? Bây giờ bà tỉnh táo nhất. Bà suy nghĩ cách kiếm mộ chị Phương giùm anh em tụi tôi đi. Rồi. Một, hai. Trời ơi, sao ói lên đầu tôi vậy cho nội?
Vậy có thể mẹ của Diễm Mai mới chính là người yêu cũ của 2011 là 9 năm trước. Hôm bữa lúc anh chủ động thông tin cho cha Thắng đăng ký chạy xe, con nói tên đầy đủ là Nguyễn Quang Tùng. À, dự án của anh chủ đây rồi, có cả hình của anh chủ nữa. Anh chủ đi tù vào tháng 2 năm 2011. Sau khi anh chủ đi tù thì bà cô Kim mới về sống chung với anh chủ tiệm cà phê. Ít nhất cũng phải 9 tháng 10 ngày mà. Vậy có khi nào bé Mai là con của anh chú? Dành cho con ngàn lời yêu thương vẫn còn cất giữ sâu trong trái tim. Ngày qua đừng vội trách cha vợ tâm con nhé, vì cha về luôn tìm kiếm câu trả lời, đến một ngày con sẽ hiểu ra còn là cả thế giới. Quý giá nhất trong cuộc đời này là con đã đến bên cha con yêu. Tôi có một câu chuyện để kể. Tụi bay bước vô hay tao bước vô? Thì ra rồi. Đại ca tao quýnh á thì mệt mỏi, còn tao alo ra rồi. Ra rồi. Ra hồi nào? Ê, phim có tập mới nè. Quá dữ luôn á. Bác sĩ, nó bị bệnh gì vậy? Bác sĩ ơi, bác sĩ cứ trả lời đi. Em chỉ định được mà bác sĩ cứ nói đi. Bác sĩ không nói chứng tỏ là mày bị bệnh nặng lắm. Lời nói sau cùng của em là nếu yêu Lê Nam, xin đừng xem phim trên trang web lộn. Chính xác. Nếu như yêu phim, đừng xem phim trên các website vi phạm bản quyền nhé.